Xin cảm ơn các nghệ nhân, xin cảm ơn những tràng pháo tay của khán giả. Chúng tôi nghĩ đấy là sự động viên rất là quan trọng đối với các nghệ nhân. Và thưa quý vị khán giả, chúng tôi muốn giới thiệu của ý là chị tên là gì, chị bao nhiêu tuổi? Thưa là tôi cũng mới 30. Vâng, thưa quý vị, đây là một gia đình cũng đã nói một câu rất chính xác mà tôi không thể phỏng vấn thêm, là tôi là con của bố mẹ, còn cái đứa kia là con của tôi. Chúng ta chuyển sang nhạc cụ. Thưa quý vị, thì tôi nó chỉ có một dàn thôi quý vị ạ. Nguyên thủy nó có một dàn ống thôi, và bây giờ thì người ta đã cải tiến được như là 2, 3 thậm chí là nhiều hơn đấy. Thì đây là cái mà chúng ta đã thường thấy. Vì sao nó lại có sự cải tiến? Theo sự giải thích của các nhà chuyên môn thì đời sống nó đã thay đổi, và người ta cần những hàng âm nó phức tạp hơn, nó phong phú hơn để tạo nên sự hấp dẫn. Guitar, tôi nhớ không nhầm là hình như là 6 giây, còn cái đàn này thì bao nhiêu giây ở cụ? 14 giây, tức là trên tài cả guitar thông thường mà chúng ta thấy. 14 giây thì đương nhiên là khó chơi rồi. Đàn này gọi là gì bác? Đàn này tên nó là gì? Tên nó đàn gong. Đàn gong à? Đàn gong. Gong là sao? Tiếng Tana hay tiếng gì đấy? Gong, quyền mình gong là đàn gong cũng được, mà kinh niên cũng được. Đàn gong cũng được, mà đàn kinh niên cũng được. Sao lại tên chung đấy? Do hai tên là từ xa khác, người Tây Ninh từ xa khác là đàn gong. Vâng, thế là thực ra thì người Ban Ha gọi là đàn gong ạ, đúng không? Đàn gong thì thưa quý vị, nó có một cái hộp cộng hưởng đây. Cái hộp này làm bằng vỏ bầu khô. Ở đây thì có 14 cái dây như bác nói rồi. Dây này thì tôi nhớ không nhầm là làm bằng cái dây thắng xe, cái thắng của cái đàn, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì cũng nhiều người tôi biết là đã mua dây đàn guitar để làm này cho nó nhanh, nó tiện. Quý vị cũng thấy là những cái này để nó lên xuống chơi thôi, rất là thô sơ như thế này thôi, nhưng mà nó phát ra cái âm thanh rất là hay. Có thể chơi một cái bài gì mà tất cả mọi người đây có thể cảm động, ví dụ như tán gái ngày xưa thì chơi bài gì? Tán gái bài ngày xưa mà bài đi tán gái là bài dân gian thôi, mà tôi mê đây. Tôi nghe là tôi thích cái đàn đây, là tôi đánh đàn đi rừng, đi rộn cần thơ luôn. Rồi đi buồn quá thì đi nào rong, tôi đánh bài nào rong luôn. Bây giờ bác đánh một bài vui chứ. Bác này nói là đàn này không chỉ là tán gái, mà đi ra ruộng có khi cầm theo mà ngủ trên nhà rong buồn cũng chơi luôn. Bác chơi một đoạn cho mọi người nghe lại nhé. Ở gần đấy cụ đang lên dây đấy. Vâng, cảm ơn bác rất là nhiều. Ở đây tôi thấy nhiều ánh mắt cũng là chớp chớp rồi, rất là cảm động, hoặc là bụi hoặc thế nào đấy. Thế thì dù sao thì thực ra là thế này quý vị, âm thanh là từ cái mic này đến cái loa cậu kéo của chúng tôi là đến tai của quý vị nó rất yếu kém rồi. Cái đàn này, và nếu ở trong nhà rông, trong một đêm thanh vắng, thì âm thanh của nó sẽ rất là khơi gợi và làm cho người ta nhớ đến nhiều thứ. Chúng tôi vừa giới thiệu với quý vị các cái nhạc cụ mà các người Ban Na, những người Ban Na ở Mang Giang vừa chơi với chúng ta ở trong một gia đình như thế này.